cũng ok quá. Cái gì đây? À, mình mở khó tầng tàu quả súng ha. Nên mình thử xem mình mở khó thật không ạ. Mày lừa bố mày. Cái gì con mẹ mày, what the fuck, cái gì thế? Ok, chào mừng các bạn đến channel của Omega TNT. Thì bây giờ mình đang chuẩn bị làm một cái video, nhưng mà không biết mình nên làm một cái video gì nữa. Thì tại bây giờ là từ cái video mà thử thách 5 ngày sinh tồn trong Rainy phòng 3 thì view đang đa dần. Đấy, cho nên bây giờ mình không biết phải làm video gì nữa. À, mình nghĩ ra một cái chủ đề mới, nó cũng khá là vừa và nó cũng khá là lâu mình chưa quay lại, đó là chủ đề hacker. Đấy, thì mình không biết làm về hacker, nhưng mà liên quan đến game, nhưng mà không biết game nào. Thôi chắc bây giờ mình sẽ thử lên sẽ play lại, mình thử tra xem có game nào thú vị chúng ta chơi nha. Ok, theo mình nha. A few moments later. Ok, giờ mình vào trong xe play để mình xem cái con game nào mình tìm nha. Thì mình vừa tìm ra cái mình vừa xem một cái video mà về hài á, thì mình đã tìm thấy mấy con game mà mình đến chơi đây, mà tính xem nó ở đâu ha. Đâu? Hello. Thôi bỏ cái này, mình xin bỏ nha. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Cái đầu tiên á, đồ họ nhìn cũng được ấy, nhìn đẹp cũng được ấy, nhìn kiểu như là kiểu sao ta, đây thằng nào nó nhấp, à thì chắc kiểu như cứ thằng đồng đội đem bị băng mafia đó nó truy đuổi nó bắt, rồi dí súng hăm dọa này nọ nè. Để xem đâu, mùa mới, bản đồ mới, chế độ mới. Được đấy. Chế độ chơi hành động. Không biết sao nữa. Thì đồ họ chắc được ha. Để xem đánh giá nó coi. Đó, 3.1 sao. Ba sao. Ở đây là một siêu phẩm kết hợp từ Granina và Activision, có thể sẽ chiếm ngôi vương FPS của Call of Duty và game như con cuốn xẻ hết. Nghe rồi thấy nhái rồi, bọn game mà được gọi như xe bình phương, súng thì ít, chơi rất hay, trải nghiệm rất thú vị, rất xứng đáng một sao. Đưa chắc nhưng mà không phải lý do này mà mình không tải rồi chê bai con game này nọ nha. Thế con game này thấy cũng chất lượng được phết. Có điều còn tên game là Call of Duty Free FPS Mobile Battleground. Ok, mình thử lên Google dịch xem như thế nào nha. 2 hours later. What the fuck? Thôi, ok. Giờ mình không cạc gì nữa. Ok, mình bắt vào trong game, mình sẽ tải xem thế nào nha. Thousand years later. Ok, giờ mình đã vào trong game rồi. Ê, bỏ vô là nó cho mình sẵn một ngàn tiền mặt và hai vàng. Đây, từ vô cài thanh thế.
ăn mình cá chanh cho nó đỡ ồn. Ok, bây giờ mình sẽ vào trong đây xem thử nha. Thì giao diện đồ hình đồ cũng ok phết. Trong cài ngôn ngữ biết hiểu. Trong đây không có Việt Nam á nên tạm thời chắc mình xài tiếng Anh đi. Hình như có cái gì đó sai sai. Mà hình như đã phần mấy game mà mình chơi á, thấy mà bắt nó vào trong game mình nó có hướng dẫn cho mình luôn. Chứ sao mình có cảm giác trò này nó sao sao ấy. Đâu kêu mình thử dùng cái giấy mình chơi thôi nha. Ồ, có súng rồi nè. Đây là SMG nè, AK-47. Thì súng trường M64. Thì súng xăng HMG. Thì là hộp tiễn RPG nè. Ờ, vậy là 7 khẩu súng. Để xem nào. Có hộp cứu thương nè, 3 hộp, 5 hộp, 1. Có áo giáp nữa nè. Xịn á. Cái như nó cũng có này là có phần là giáp nè. Này giáp cái giáp cơ bản thì cũng được mà. 3 cái áo giáp. Ok. Thử vào trong gian mình chơi nữa ha. Chào mừng tới địa ngục, hãy sử dụng map để tìm kiếm mục tiêu. Này để chắc mình cho điểm đồ để xem giết là 1000 hết sợ là 70 điểm, bỏ là 138 thì tổng cộng là 1208. Tiếp theo tôi xem. Welcome back. Ready? Mình không biết cái game này nó có chơi bằng wifi không nữa. Mình không biết cái wifi này nó bật lên nó cho chạy quảng cáo hay không nữa. Welcome back. Wow. Chơi cho mình sẵn xuống 6 năm cái kiểu này.
Khó tầng tục là súng ha. Nên mình thử xem mình mở khó thật không ha. Cái gì con mẹ mày quánh được quánh cái gì thế? nó kêu mình mở khó súng mà thì nó bắt mình phải nó mua bằng tiền thiệt nữa kìa. Mình không tin được cái con game này luôn, mình không tin được con game mới thì đồ họ nói chung cũng tạm được cái chơi cũng ok phết, nhưng mà để cái đó mình bấm cái nó mở khó tổng của súng nó ra cái một thứ nó rất là hãm lên luôn á, không tin được. Ok, mình thích chơi xem. Để xem được rồi. Well, welcome back. Ready? I'm down. Changing mag. I'm down. Let's go. I'm down. Let's go. Rồi nữa mình không biết nữa, mình không tin được con game này nó thêm mình về, mình không tin được cái nhà sản xuất game này nó ghép quảng cáo, nó muốn mình không biết nó ghép sao, mình thấy nó ghép một cách bừa bãi luôn á. Nó ghép welcome back. Ready? Out of ammo. Ôi súng máy nè. Rồi. Hold this position. Position! His shot! Hurry, I'm reloading! I'm down! Get back into cover! Nice shot! Hey, monkey! What? What the fuck? They just... Hold on! Mine, what the hell? Didn't do it. I'm down! Hurry, I'm reloading! I'm hit! I'm down! Come on!
cái tiếng đệ giống như tiếng súng săn vậy. Mission accomplished. Mì lần này không có quảng cáo này, ngon. Ảo chó, xe ảo chó. Ê, đi cô mày, mày. Mày, mình không biết thì mình tưởng là nó không. Welcome back. Quỳ, hậu hậu tiếng đó các bạn à, quỳ. Không biết bắn sao. Quá 500.000 viên á, 500.000 quả ăn á, mà không tin được. Nó không hết nữa. Không tin được, ổn này. Reloading. Thì nó không cho ngắm luôn á. Không. Nice shot! Nữa. Thằng này kỹ nó ra á nhỉ. Go, go, go! Nữa. Chạy đâu ra vậy hả? Easy! Còn nữa hả? Gì lắm vậy? Go, go, go! Một mình chết á? Thế hả? Ok, ok. Chơi lại. Sợ dâm ba con này sao? Hả? Ok, game này. Súng. Nice shot! Cái tình chơi thôi chứ nó không có phụ thuộc vào cái cấp nơ sớm nó cho mà không biết là mình có nên tắt tiếng wifi không nữa. Quá wow. Nó phải lật nó nè xem gì. Mẹ cuộc đời. Chắc mình nghĩ đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng mình chơi con game này thì đi áo tiền. Mình không tin được nó lại lừa con người chơi như vậy luôn á, mà không tin được. Ok, mình không chơi nữa. Chán. Còn ngoài bán nữa. Để chơi để xem. Để xem như thế nào đây. Welcome back. Ready? Awesome. Reloading. Get back into cover. I'm hit. Wait. Hold this position. Cover me, I'm reloading!
Sao lại không bắn? What? Cover me, I'm reloading. Thằng này. Mission accomplished. Không có báo cáo à? Ok. Có lẽ ngay từ giờ phút này mình éo cho con game này đó. Ok, hoặc ra. Ok. Ok, vô. Một sao. Game rất hãm. Mom nhà sản xuất ra nhiều game hãm như vậy. Bố còn sao? Đăng. Sao không tốt. Đấy. Thế là mình cho trước bước cuối cùng đó là xóa game. Mình có một lời khuyên cho các bạn á, là các bạn không hoặc là đừng tải con game này, tại vì nó rất là hãm. Mình vô mở khó súng, ai ngờ nó kêu mình phải mua bằng tiền thật luôn các bạn ạ. Rất là gắt. Đây rất là nhiều bình luận, là một sao luôn nè. Game rất hay, trải nghiệm rất thú vị, rất xứng đáng một sao. Kể tên thấy nhái ra vào game thì được họ như cờ súng thì ít. Đây là một siêu phẩm được kết hợp từ Garena và Activision, có thể sẽ chiếm ngôi vương FPS của Call of Duty và như con đầu bùi vốn rẻ hết. Để luôn giao diện thì đấy không ok, nhưng mà vô game như hình alone. Để ok, bây giờ mình không quay video này nữa, tại vì sau khi chơi con game này mình trầm cảm luôn. Cái con game gì đâu mà đã có tên Call of Duty đã gì, còn có game lửa nhầm Free Fire. Ở đó giờ mình có cảm giác con game này nó kiểu như nó lấy khá nhiều từ PUBG hay PUBG đấy, cho nên mình cái con game này rất là hãm đến mức mình không muốn quay nữa rồi. Ok, đó những gì mình muốn nói cho các bạn về con game hãm linh này. Và nếu bạn nào thấy video này hay á thì hãy để lại cho mình một like, share, subscribe kênh của mình và đập đỏ nút chuông bên cạnh để nhận thông báo video mới nhất từ từ kênh của mình nha. Rồi ok, đấy là những gì mình muốn nói từ con game hãm linh này thôi. Ok, tạm biệt các bạn nha. We'll be right back.